Hello, Châu xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Châu sẽ làm cái video này chia sẻ cho cả nhà biết là làm thế nào để qua bên Úc có thể lao động hợp pháp. Thì đa số những người mà hỏi Châu cách qua bên Úc lao động thì tuổi đã quá 30 tuổi rồi. Có nhiều anh chị thì cũng đã quá 50 tuổi nữa. Thì cái visa mà xin lao động ở Úc dễ nhất mà cũng là rẻ nhất là cho những cái bạn mà tuổi từ 18 cho tới 30 mà đang học đại học năm nhất, năm hai hoặc là tốt nghiệp đại học thì xin rất là dễ. Visa này gọi là visa vừa du lịch vừa lao động. Visa này thì cũng không có cần chứng minh gì nhiều hết ngoại trừ là cái bằng tiếng Anh nè. Với lại cái số tiền khoảng 5.000 đô để mà mua vé máy bay với lại trang trải một thời gian đầu ở bên Úc ấy. Bây giờ thì cũng sắp hết năm 2023 rồi, cho nên là các bạn trẻ mà muốn đi qua bên Úc để làm theo cái visa mà vừa du lịch vừa lao động á, thì có thể chuẩn bị hồ sơ cho năm 2024. Thì cái loại visa này thì cũng có giới hạn số lượng người thôi, cho nên là các bạn chuẩn bị sớm thì có thể nộp sớm. Còn các bạn mà đã qua cái tuổi 30, từ 30 đến 40 thì là cái tuổi đang trong cái độ tuổi lao động, mà muốn qua bên Úc thì có cái cách duy nhất là đi du học nghề hoặc là đi học tiếng Anh xong rồi du học nghề rồi liên thông lên cao đẳng đại học. Như vậy thì có thể xin visa ở Úc khoảng 4-5 năm. Thì trong cái thời gian mình đi học mình cũng có thể đi làm nữa. Đi làm hợp pháp là khoảng 24 tiếng một tuần. Rồi vào những cái ngày mà nghỉ hè thì có thể làm full time hợp pháp. Thì tiền học phí tùy theo ngành nghề mà các bạn chọn thì cái giá nó khác nhau. Hiện giờ những cái ngành mà đang thiếu hụt ở Úc là ngành nấu ăn, ngành điều dưỡng nha. Đó là những cái ngành mà người ta cần người rất là nhiều luôn. Còn nếu như mà làm nông á, người ta cũng cần, nhưng mà bạn đi qua bên đây đi học cái ngành nông nghiệp á, thì nói chung là nó phải đi vô vùng sâu vùng xa rồi bạn phải quay về đi học á, nó rất là bất tiện. Còn thí dụ như ngành nấu ăn á, thì mình học ở gần thành phố, gần trung tâm, mình có thể vừa đi làm vừa đi học được. Còn nếu như mà bạn không có muốn đi học ở Úc á, thì có thể cho con cái để đi học ở đây, rồi cha hoặc mẹ được đi theo. Như là đứa trẻ nó chưa được 18 tuổi á, thì ba có thể đi theo để làm bảo trợ cho con, hoặc là mẹ có thể đi theo để làm bảo trợ cho con. Nếu như mà ba ở một năm á, thì có thể về Việt Nam cho mẹ qua ở một năm. Chứ mà một đứa trẻ ở đây thì không thể nào mà ba mẹ qua cùng một lúc được. Chỉ có ba hoặc mẹ ở lại thôi. Với lại con mà đi học ở Úc theo dưới 18 tuổi thì học phổ thông, như vậy thì cái giá tiền học phí nó cũng là rẻ hơn là mình cho con đi học đại học. Đợi đến lúc mà con học xong 12 rồi bắt đầu học đại học thì cái tiền học phí nó cũng sẽ cao hơn rất là nhiều so với lại tiền học phổ thông. Và trong cái thời gian mà con học đại học á, thì ba mẹ cũng không có được qua bên Úc nữa. Tại vì con đã được 18 tuổi rồi, cho nên không có cần người bảo trợ. Còn nếu như mà các bạn muốn đi qua bên đây mà hết cả gia đình á, thì chồng hoặc là vợ á, có thể đăng ký đi học ở bên Úc rồi vợ hoặc chồng và con thì cũng được đi theo luôn. Thì cách này cho thấy nó rất là kiểu như là thích hợp hơn. Tại vì nếu mà mình đi nguyên gia đình như vậy thì cũng sẽ không có bị buồn với lại nhớ gia đình nữa. Dù sao hai người đi làm thì tiền nó cũng sẽ nhiều hơn. Rồi mình trang trải ăn uống mình chia ra thì nó cũng rẻ hơn là mình đi một người.
Nếu như mà người chồng hoặc người vợ đi du học á, thì người còn lại có thể đi làm full time luôn. Như vậy thì cái thu nhập nó cũng sẽ nhiều hơn. Rồi mình chia sẻ những cái chi phí ở trong nhà nó cũng đỡ hơn là một người mà trả tiền cho một cái căn phòng. Nếu như hai người thì chia ra thì nó cũng là rẻ hơn là một người. Ăn uống ở bên Úc thì nó rất là rẻ luôn, so với ở Việt Nam thì là rẻ hơn nhiều, mà chất lượng nữa. Ở bên Úc thì nếu như bạn đi làm một ngày thì nếu như mà làm full time 8 tiếng thì có thể khoảng từ $200, thì bạn cũng có thể là chi phí ăn uống cũng cả được cả một tuần. Còn những anh chị mà lớn tuổi như là từ 50 tuổi trở lên thì xin visa du lịch. Xin visa du lịch ở Úc thì có 3 dạng. Một cái dạng đầu tiên là được người thân bạn bè bảo lãnh có nơi ăn ở. Thì cái visa này tiền phí chỉ có $190 thôi, cũng khoảng từ 3 triệu tiền Việt Nam. Một cái dạng du lịch thứ hai đó là đi tự túc, thì cũng đóng phí visa tương tự $190 luôn. Một cái dạng visa du lịch thứ ba đó là đi theo dạng doanh nhân, tức là mình qua bên Úc mình tìm hiểu thị trường rồi mình tự chi trả mọi cái chi phí của mình hết. Thì cái chi phí cho visa này thì cũng là $190 luôn. Visa du lịch á, thường là người ta chỉ cấp cho mình ở Úc khoảng 1 tháng, 3 tháng hoặc 1 năm thôi. Chứ mình không có được ở liên tục 2-3 năm ở Úc để đi làm. Bây giờ Châu sẽ giới thiệu cho mọi người một cái số công việc ở Úc mà người ta đang tuyển dụng nè. Thì những ai mà muốn đến Úc á, chưa có hình dung ra được là ở bên Úc có những cái công việc gì mà người ta đang cần, mà qua bên Úc thì sẽ ở đâu, rồi tìm xe cộ để đưa đón tới cái nơi mà mình muốn ở như thế nào. Châu thì sống ở thành phố Sydney cho nên Châu sẽ chia sẻ những gì ở thành phố Sydney cho mọi người biết. Thì cái khu Việt Nam á, khu người Việt ở Sydney là cái nơi rất là đông đúc người Việt ở. Châu nghĩ đây là cái nơi thích hợp cho những người mà mới đến Úc mà không có bạn bè thân nhân, thì có thể đến đây để mà tìm việc. Rồi ở đây cũng có những cái văn phòng luật sư, người ta sẽ tư vấn thêm cho các bạn chi tiết để cái cách mà ở lại Úc hợp pháp. Dù sao những cái luật sư người Việt ở Úc, người ta cũng biết rành luật hơn là những cái dịch vụ văn phòng môi giới ở Việt Nam. Và cái tiền chi phí cho luật sư ở đây đa số là người ta miễn phí cho mình một cái lần đầu gặp, rồi những lần sau thì người ta mới tính phí. Thì các bạn tranh thủ gặp cái lần miễn phí đó để mà hỏi thêm chi tiết ha. Theo ý kiến của Châu thì các bạn nên qua bên Úc trước rồi sẽ từ từ tìm hiểu, chứ mà ở Việt Nam cứ hỏi Châu là khi nào mà có người nhận làm thì mới qua bên Úc. Thì Châu cũng có hỏi nhiều nơi rồi, thì những cái chủ farm người ta nói là cái mùa hè là cái mùa thu hoạch nè, người ta đã có người sẵn hết rồi, nếu mà chờ những cái người Việt Nam qua thì có thể là trễ cho cái mùa thu hoạch của họ, cho nên là họ không có hứa. Nếu như mà ai mà đến Úc á, trong cái mùa hè, cái mùa thu hoạch á, nếu mà người ta cần người thì người ta sẽ liên lạc với mình, chứ mình ở Việt Nam mà muốn người ta nhận mình trước thì cũng khó nữa. Đây là tờ báo Chiêu Dương của người Việt ở Úc nè cả nhà. Tờ báo này Châu cũng mới mua nè. Xuất bản là ngày 9 tháng 9. Cũng rất là mới, chứ không biết là báo này thường là một tháng người ta in một lần hay là một tuần in một lần nữa. Nhưng mà Châu sẽ cập nhật những cái quảng cáo về nhà ở, việc làm ở trong cái tờ báo này cho mọi người tham khảo nha. Khi mà các bạn qua bên Úc
Muốn thuê nhà thường là phải qua agency, nó rất là khó, tại vì mình mới qua mình không có cái history về cái credit hết đó, cái tín dụng á, mình không có cái lịch sử về tín dụng là mình cái tín dụng mình tốt hay là không, cho nên là thuê nhà rất là khó, cho nên là cho giới thiệu qua những cái trang báo Việt Nam nè. Thì cả nhà coi tham khảo rồi có thể liên hệ, nếu như mà qua trong cái thời gian gần đây thì có thể liên hệ họ, còn nếu không thì bạn cũng có thể mua những cái tờ báo như vậy nè, rồi cập nhật những cái thông tin thuê nhà mới nhất nha. Cái này coi để tham khảo thôi, để biết cái giá nhà với lại cái loại nhà người ta cho thuê ở cái vùng gần người Việt á, hoặc là cái khu của người Việt á. Đây nè, Châu sẽ để ở đây cho mọi người xem. Nhà cho thuê nè, một phòng ngủ nè, có đầy đủ tiện nghi, bao luôn điện nước nè cả nhà, có wifi nữa. Đó, những cái vùng này là vùng thuộc khu người Việt nè, Capramatta ở vùng Karama. Nói chung là những cái khu lân cận của người Việt thì Châu không có ở rành lắm, nhưng mà những cái quảng cáo này đều là những cái khu của người Việt không mà cả nhà. Nó cả nhà coi ghi lại số điện thoại nè, Châu để chậm chậm cho mọi người coi nha. Những cái tờ báo này chủ yếu là để giúp đỡ người Việt là nhiều cả nhà, vì cái tờ báo này nó không có mắc, chỉ có 2 đô thôi, rất là rẻ. Ở đây người ta cũng cái dạng cho thuê theo cái kiểu của Việt Nam á. Ở đây là theo dạng cho thuê truyền thống cả nhà, bởi vì theo cái của Úc á, cái gì cũng qua mạng hết á. Nó đòi hỏi cũng khó nữa, cái tiêu chuẩn cũng khó nữa, phải có tiền ở trong ngân hàng rồi có nghề nghiệp, có thu nhập đồ á, khó lắm. Còn cái này thì cái dạng như cho thuê theo kiểu cổ điển của Việt Nam á, nó cũng chắc cũng không có yêu cầu gì khó lắm. Nếu mà các bạn mà mới qua thì nên nên chọn những cái chỗ mà có gần phương tiện giao thông công cộng á, như xe lửa, xe bus đồ á. Granny flat là cái phòng cái dạng như là một cái nhà nhỏ, nó nằm ở trong cái khuôn viên của cái nhà lớn á. Đây là dịch vụ đưa đón ở sân bay nè của người Việt nè, người ta đưa đón bằng xe giống như xe này nè, xe 15 16 chỗ gì nè, hoặc là xe bự hơn nữa. Cái dịch vụ này cho thấy nó cũng rất là tiện lợi nữa cả nhà. Nếu mà cả nhà đi một mình á, không có người thân, không có bạn bè thì nên đón cái đặt cái dịch vụ này, người ta sẽ đón mình rồi đưa mình tới cái tận nơi luôn. Nhưng mà ở những cái khu mà gần khu Việt Nam á, thì người ta mới đón, chứ mà đi ngược đường người ta chắc cũng sẽ tính tiền thêm đó. Nếu như các bạn mà muốn đi du lịch đó thì cũng có thể đi qua những cái dịch vụ du lịch như ở đây nè. Nó xe 8 chỗ, 20 chỗ nè, có xe 4 chỗ cho gia đình đi riêng nữa. Nếu mà các bạn qua đây đi muốn đi du lịch thì đặt qua cái này cho nó rẻ, cho nó tiện nữa, thì cũng người Việt thôi à, người ta cũng có hướng dẫn viên của người Việt luôn. Ở đây cũng có thông tin tìm bạn gái nữa nè. Thương gia Úc có trình độ và học thức, tuổi ngoài 60, muốn kết bạn lâu dài và mãi mãi với một phụ nữ Việt Nam chín chắn.
người độc thân, ly dị, có con hoặc không có con. Tôi có tài chính ổn định, sức khỏe tốt, biết chút tiếng Anh, thích khiêu vũ, du lịch và các nền văn hóa khác. Tôi từng đến Việt Nam nhiều lần vì công việc và du lịch. Xin gọi cho tôi số điện thoại là 0405 866 294 để gặp mặt và uống cà phê. Ở đây có người tìm bạn gái nên à, businessman người Úc, là dạng như là người kinh doanh vậy đó cả nhà. 55 tuổi, giàu có, tìm bạn gái thon thả, xinh đẹp, hấp dẫn, sẽ trả lương 1.500 một tuần, không cần phải đi làm. Gửi tin nhắn đến John, số điện thoại 0451707266. Đây là trang tuyển dụng việc làm nè. Ở đây thì cần thợ nail rất là nhiều luôn, đa số là những cái vùng Việt, ở người Việt, rồi cũng có những cái vùng lân cận cũng có nữa nè. Đó cả nhà, ai mà ở Việt Nam có nghề nail á, đi qua Úc cũng dễ kiếm việc làm lắm. Làm lò bánh mì nữa. Lò bánh mì nè, phải có kinh nghiệm nha. Làm hãng nữa nè, cũng có luôn nè. Nếu mà làm hãng thì phải khai thuế. Vậy khai thuế là mấy bạn nào qua mà với cái visa mà lao động được mới làm. Còn những người mà qua với cái visa du lịch đó không làm được nha. Còn ở đây là tiệm ăn nè, phụ trong bếp nè. Phụ trong bếp phải biết tiếng Hoa, hơi khó ha. Nếu mà người Việt gốc Hoa thì còn biết tiếng Hoa, chứ người Việt mình cũng ít người biết tiếng Hoa lắm. Shop nail tuyển nhiều lắm cả nhà. Còn nữ massage nè, phải biết nói tiếng Anh nha. Cho nên là ai muốn qua Úc thì chuẩn bị có tiếng Anh thì tìm việc dễ hơn nè. Cái này giữ trẻ là phải có bằng cấp ở Úc mới được. Ở đây phải biết lái xe nữa nè. Các bạn nào có biết lái xe thì làm mấy cái công việc kiểu như là chở hàng hay là giao hàng đồ á. Thợ nail nhiều lắm, làm móng tay chân á cả nhà. Làm đẹp nữa nè. Lương một ngày nè từ 180 đô đến 250 đô nè. Vừa làm vừa học luôn nè. Nó thấy chưa, mọi người qua đây là cũng dễ kiếm việc làm lắm đó. Nhưng mà với điều kiện là mình phải biết tiếng Anh. Ở đây lò bánh mì nữa nè. Cần người bán hàng và phụ việc. Cái này cũng phải biết tiếng Anh nữa. Cái nhà bán hàng là phải biết tiếng Anh chút chút. Đây là thợ lót gạch nè. Tài xế lái xe truck nè. Mấy cái người này đều phải có một cái bằng ở bên Úc mới làm được nha. Thợ phụ làm dàn bếp, khiên đá nè, có làm farm nè cả nhà. Có chỗ làm farm nè. Cần farm cần người farm nắm nè, cần người nè. Có chỗ ở miễn phí nữa. Nó cả nhà nhanh chóng đi gọi thử cái số này thử xem. Nhân viên văn phòng nè, lưu loát tiếng Anh, biết sử dụng máy tính, thành thạo các trang mạng Google, Facebook, YouTube nè. Này phải biết tiếng Anh chắc cũng hơi khó nha. Thợ lót gạch nhiều lắm. Ở đây phụ bếp nữa nè. Phụ bánh mì nữa nè. Bánh mì, cái này là bánh mì nhiều nè. Cần tuyển người có kinh nghiệm bán hàng, nói tiếng Anh tốt. Nói chung là các bạn có tiếng Anh thì xin việc làm sẽ dễ hơn.
không cần phải giỏi quá nhưng mà giao tiếp được thôi cả nhà. Còn người chà nhám nè, 30 tiếng một tuần nè, 23 đô một giờ nè, cũng được. Nói chung cho những người mà mới vừa qua đó thì làm mấy công việc linh tinh này không có cần kinh nghiệm, lương vậy cũng tốt rồi cả nhà. Biết lái xe nè, handyman là người giống như phụ giúp tay chân thôi á. Thợ lót gạch nữa nè. Này tuyển công nhân. Công nhân thì phải có visa lao động hợp lệ mới được làm, chứ còn visa du lịch không muốn làm được nha. Visa du lịch chứ visa business đó là không làm được. Tài xế nè, tài xế đây lương cao nè, 38 đô đến 48 đô một giờ nè, cộng với thuế nè, dựa trên kinh nghiệm nữa đó. Bạn nào qua bên Úc á thì chuẩn bị những cái bằng cấp ở Việt Nam, giống như bằng lái xe rồi này nọ đó, mình qua bên đây mình đổi lại bằng của Úc, xong rồi mình học, mình bổ sung thêm những cái bằng nào cần thiết á, để mình có thể chạy xe tải đâu được á. Đầu bếp nè cả nhà, lương cao không, 70.000 đến 100.000 một năm đó. Đây là shop thịt nè. Shop thịt thì kinh nghiệm là nói chung là cũng đơn giản lắm. Theo Châu nghĩ là mình phải lanh lẹ. Mình lanh lẹ giống như mình đứng, mình phải chào đón khách, rồi mình hỏi khách mua gì, mình lấy hàng cho người ta, phục vụ càng nhanh càng tốt. Lò bánh mì nữa nè, rất là nhiều việc làm luôn đó cả nhà. Thợ bánh mì nè, nữ bán hàng nè. Không cần có kinh nghiệm luôn á cả nhà đó. Là mấy chỗ này xin việc làm ở Wollongong thì nó cũng xa Sydney lắm, nhưng mà mình mới đến á, thì mình phải chịu cực thôi. Không cần kinh nghiệm luôn nè, những cái công việc không cần kinh nghiệm nè. Nó nhưng mà làm hơi cực nha, làm ca đêm đó, từ 5 giờ chiều cho tới 1 2 giờ sáng. Đó. Đây cần người parking ghế sofa với nệm nè, phải biết tiếng Anh tiếng Hoa, tuyển nhân viên massage nè, lò bánh mì nữa nè. Nói chung lò bánh mì là phải có tiếng Anh một chút mới được nha. Thợ làm ống nước nè, tuổi từ 18 đến 40, có giấy tờ hợp pháp tại Úc, làm lâu dài đó. Là các bạn đến đây nếu mà visa có được lao động á, thì xin việc nó dễ hơn. Ở đây thợ điện là phải biết tiếng Anh nè, phải có bằng ở Úc mới được nha. Thợ điện ở Việt Nam qua làm không được đâu, người ta không nhận đâu. Ở đây cần tuyển công nhân và tài xế nè, phải có giấy phép lao động hợp pháp nữa, cái này là cũng hơi khó ha. Lò bánh mì nè, có kinh nghiệm nè, tiệm bán thịt. Nhân viên tính tiền, tiếng Anh bằng căn bản, cái này cũng dễ xin nè. Thợ may nè, cái này cũng không cần tiếng Anh đâu. Cái thợ may này có thể là chủ người ta nhận hàng xong rồi mình tự mình làm, nếu biết may thì cũng dễ ha. Này công nhân hãng, cái này công nhân thì là phải có visa lao động, hoặc là mình được gia đình bảo lãnh ở đây hợp pháp á, thì mới đi làm mấy cái hãng được. Thợ bánh mì nè,
này là cần phải biết tiếng Anh. Thợ điện này phải có bằng cấp ở Úc, cái này là phải học ở Úc mới được. Nhân viên văn phòng thì nó cũng khó ha. Sấp cá nè, mấy cái này thì mình làm không cần kinh nghiệm cũng ý, không phải không cần tiếng Anh cũng không sao. Thợ lót gạch nè, nói chung là những cái ngành lót gạch nè làm nó cũng đau lưng lắm cả nhà. Người Tây người ta cũng ngán làm cái ngành lót gạch lắm, đa số là những người nước ngoài người ta làm nhiều hơn. Để làm tài xế nè, công việc ổn định và bận rộn nè. Những cái người mà lái tài xế này phải có bằng MI với lại HR, cho không biết là cái bằng đó là gì, nhưng mà các bạn qua bên Úc á, thì tìm hiểu học hai thêm hai cái bằng này là có thể đi làm được rồi đó. Thợ lóc gạch nữa nè, hãng đá nè, không cần kinh nghiệm luôn, người ta đào tạo cho mình luôn. Nó có thể là làm tăng ca nè, được hưởng tiền hưu trí bảo hiểm đồ luôn nè. Nếu mà có được hưởng tiền hưu trí bảo hiểm, tức là bạn phải có cái mã số thuế ở Úc mới được, là những thích hợp cho những người nào mà có visa lao động hoặc là những người mà được gia đình bảo lãnh mới qua đó. Sắp bánh mì nè. Nói chung là nếu mà muốn qua Úc kiếm việc nhanh á, thì học làm bánh mì ở Việt Nam trước, qua đây xin việc cũng dễ nữa. Hãng gà nè, thấy không? Thấy lương cũng tốt lắm cả nhà nè. 27 đô 50 sen một giờ nè, có khai thuế nè, làm việc từ 7 giờ sáng cho tới 5 giờ chiều, thời gian là khá dài nhưng mà mình được nhiều tiền. Đây là thợ làm điện lạnh đó, cái này là phải có giấy phép bằng cấp ở Úc mới làm được nha. Nhưng mà mình giới thiệu cho cả nhà để hình dung được là nếu mà các bạn qua bên Úc á, thì có kinh nghiệm gì những cái ngành nghề này á, thì bạn có thể học thêm những cái chứng chỉ để mà đi làm hợp lệ ở Úc á. Những cái ngành này lương cũng khá là cao đó cả nhà. Nếu mà điện lạnh đồ lắp ống đồ lương 50-60 đô á, là bình thường á. Đây hàng bánh ngọt nè, nếu mà biết lái forklift là cái xe nâng chở cái pallet, lương 60.000-80.000 một năm cũng ok, không có cao nhưng mà cũng ok để sống ở Úc. Nếu mà tiết kiệm thì cũng dư. Đây là nghề học về điện lạnh nè. Đây là công ty sản xuất nội thất nè. Nó cần tài xế phải có bằng MRHR, thợ phun, thợ sơn phun đồ gỗ có kinh nghiệm, chà nhám có kinh nghiệm, công nhân khỏe mạnh làm việc linh tinh trong hãng, nhân viên văn phòng. Cái này là đều phải có visa lao động hợp lệ nha cả nhà. Hàng kỹ số lượng nhỏ có giá cao nè, cái này có thể lãnh về nhà mai, ai mà có kinh nghiệm mai thì lãnh về nhà mai, hoặc là cần thợ mai có kinh nghiệm làm tải hãng, cần thợ ủi nè. Mấy cái này nhiều khi cũng không cần anh văn đâu nhiều nữa, chỉ cần có kinh nghiệm đâu thôi, với là mình xiên là được rồi. Đây, ai mà biết lái xe tải mà loại lớn cỡ này nè cả nhà, làm lương cao lắm. Lương một năm là hơn 100.000 đô luôn đó.
nhưng mà làm cũng rất là nhiều giờ. Chạy xe này là cũng chạy từ tiểu bang này qua tiểu bang khác luôn á. Nói chung là không có cực nhưng mà thời gian nó dài dữ lắm. Người ta cần thợ xào nè, đứng phở, có kinh nghiệm làm full time. Cần phụ bếp trả lương cao hơn mức trung bình. Mức trung bình là khoảng 24 đô mấy chục sen một giờ đó. Cao hơn trung bình chắc cũng 27 đô. North Ride là cũng gần ở chỗ châu lắm. Đi tới North Ride chắc cũng khoảng 10 phút lái xe. Ở đây có người làm trong kho hàng nè. Nói chung là cũng phải biết tiếng Anh nữa. Nếu mà có kinh nghiệm về xây dựng tuổi từ 18 tới 50 thì có thể bắt đầu ngay lập tức luôn. Đồng nghiệp tốt và lương cao, tức là những người làm chung ai cũng tốt tử tế hết á. Đây là thợ may nè, cũng có thể lãnh về nhà may hoặc là dắt sổ nè. Đó, mình lãnh nhiều thì mình hưởng nhiều, lãnh ít thì mình lãnh số lượng ít thì mình nhận tiền ít vậy thôi. Tiền bạc sòng phẳng nè. Lò bánh mì cần tuyển người nè, nói chung là phải có kinh nghiệm nha. Làm 3 đêm một tuần, tức là một đêm là 220 đô nè. Cái này thì bạn nào mà vừa đi học vừa đi làm á, thì có thể làm ở đây được nè. Tại làm ăn đêm, ban ngày mình đi học á, thì mình làm ăn đêm. Có kinh nghiệm, biết tiếng Anh, lương hậu, người chủ trẻ tuổi, dễ tính. Dễ tánh mà ở đây đánh cũng sai nè. Môi trường thoải mái. Ở đây cần thợ đứng tuổi, biết chắc sổ mai và làm tại workshop đồ thun. Cần nam nữ cleaner, tức là làm dọn dẹp đó cả nhà. Không quá 50 tuổi, khỏe mạnh, siêng năng, có xe đưa rước tại vùng Cabramatta. Nó cái này cũng không cần tiếng Anh luôn, miễn là có sức khỏe là được à. Cũng không cần kinh nghiệm nữa. Đây là cũng một cái dịch vụ đưa đón ở sân bay nữa nè cả nhà. Lưu lại để mà có thể đặt qua app nè. Người ta nói là tải app Đỗ Hoàng Express nè về máy để có thể đặt và theo dõi cái lịch trình. Những cái dịch vụ này rất là tiện lợi luôn đó cả nhà. Nhiều người mới đến Úc á thì nên đặt qua những cái chỗ như vậy nè. Để mình đỡ phải bị kiểu như là lạc đường hay là taxi người ta tìm không được cái địa chỉ của mình á. Ở đây có văn phòng di trú Duy Tân nè, cho thấy là người ta làm luôn những cái dịch vụ như là xin visa theo diện đầu tư nè, hoặc là visa theo ngành nè, chuyên môn bảo trợ của chính phủ tiểu bang nè. Visa 190, 189 nè, 490 nè, 191 nè. Đó, số điện thoại nè. Ở đây tiếp kiến lần đầu được miễn phí. Thì các bạn đến Úc thử đến cái địa chỉ này rồi tham khảo. Hoặc là các bạn mà ở Việt Nam thì có thể liên hệ qua cái email này. Châu không có biết chắc là họ có nhận hồ sơ từ Việt Nam không nữa, hay là nhờ những cái người thân ở Úc á đến đây để mà nhờ người ta tư vấn. Lần đầu cũng miễn phí thôi cả nhà. Ở đây cũng có một cái luật sư làm về di trú nữa nè. Châu thấy có visa lao động 407-8482 nè, TSS nè, 491 nè, 494 nè. Nói chung là được tư vấn miễn phí, cho nên mọi người thử liên hệ nha. Số điện thoại bên đây. Ở đây có email. Nói chung là các bạn nên gửi email trước, tại vì luật sư người ta cũng rất là bận rộn. Cái thời gian của người ta là cũng tiền bạc không mà cả nhà. Mặc dù là tư vấn miễn phí, bạn cũng phải hẹn trước mới đến, chứ đừng có đến mà muốn người ta tiếp mình.
cái này cũng theo cái văn hóa của người Úc á, cả nhà nên biết mà tôn trọng những cái người mà phục vụ mình á. Đây là một cái văn phòng luật sư khác cũng chuyên về dịch vụ di trú nữa nè cả nhà. Xin cấp visa tạm thời nè, visa cho các trường hợp thương gia có ngành nghề chuyên môn, visa tài trợ tay nghề nè, vợ chồng hôn thê nè, hôn thê cha mẹ và các trường hợp đặc biệt nè, visa làm việc 457 có chủ nhân bảo lãnh nè. Địa chỉ nè. Cả nhà đã theo dõi video của Châu nha. Hy vọng là những cái thông tin Châu chia sẻ giúp ích được một phần nào cho mọi người để có cái quyết định đúng đắn có nên đi Úc hay là không, và nên chuẩn bị những gì để mà sang Úc.